Chào các bạn nhá. Nay mình hai vợ chồng mình làm món thịt chiên lá mong mật. Đó, em đã cấu đi, cấu lá mong mật đi em ơi. Lá mong mật. Trời hôm nay vẫn mưa. Nó mưa các bạn. À, cấu lá non. Lá mong mật này vào để mình chiên. Chiên miếng thịt các bạn. Thôi được rồi, vậy thôi em ạ. Ít thịt nhiều quá, thơm không? Thơm không? Hả? Thơm không? Thơm ít quá không? Ít gì thái ra vậy được rồi. Đấy, cái ớt của mình quả chín đỏ vạt hết. Nên mình thì nó vạt hết. Thì ai vạt vạt hết rồi. Bây giờ mình bê vào đây. Thái ra đi em ơi. Không cần rửa mà cái lá này ở trên ấy rồi, cần gì rửa. Đấy, ướp thịt bạn ạ. Ướp thịt. Thịt nhiều chả biết làm cái món gì. Nhiều chả biết làm món gì. Thơm lắm các bạn. Lá mốc mật này này. Thơm lắm. Thơm. Em ạ. Thơm thật đấy. Gọi là mắc mật. Mua này mua quả nó đó. Mua quả, mua rồi hết rồi. Thu hoạch xong rồi. Thu quả hoạch họ bán quả rồi. Trộn lên, không cho cả bò kho vào, trộn lên. Cho ít bò kho thôi, về cho hết rồi. Cho hết luôn cả gói à? Không. Không à? Mà cho nhiều đi. Ừ, phải thôi. Đào lên. Thôi vậy. Rất kinh mắm. Rất kinh tim vậy. Ừ. Nhiều gia vị quá nó ngon quá. Chứ nhiều gia vị quá nó ngon quá. Nó lại kiểu nhiều loại quá hả? Hả? Nhiều loại quá nó lại không hợp nhau. Một thơm thật đấy, thơm ghê. Thơm không? Thơm á. Thôi vậy thử gỏ đấy. Thơm bò kho vừa thơm làm mắc mật đấy. Ừ. Thơm bò kho vừa thơm làm mắc mật. Rau mùi tươi các bạn, hôm nay nuôi có canh rau mùi tươi. Cấu, gọi như cấu ở vườn rồi. Cấu ở vườn. Vườn. Của hàng xóm. Cách nhau cái rộng tươi đấy, của hàng xóm cách nhau cái rộng tươi đấy. Rồi, được rồi, để đây thôi. Cái này thì này để băm hả? Băm để tí nữa nấu canh. Canh rau mùi tươi. Nhiều rau ấy. Nấu canh mùi tươi. Này á. Thôi cắm cơm đi. Cắm cơm chưa? 10 giờ kém. Hai tí nữa. Hả? Mưa suốt. Lại mưa, bắt đầu tiếp tục lại mưa. Mưa lại mưa cả tháng nữa. Thôi đây, mưa đấy, các bạn, mưa này. Mưa miết.
Miết mình miết. Hả? Trời nó nắng đấy, mang quần áo ra phơi đi. Ớt quả này gần chín rồi, mới quả chín đỏ au đẹp lắm à, vặt hết chán thật. Chả có ý thức chồng mãi chăm như vậy lên đẹp như vậy nó bé hết dục nó cũng chả ăn. Đẹp lắm các bạn, rất là đẹp. Ươm mình cho nó ra mấy cây nhỏ, mình trồng mấy chậu luôn cho nó đẹp mà ăn cũng được. Ớt này ăn cũng được, vừa làm cảnh vừa ăn cũng được, đẹp lắm. Quả nó như quả trùng bao á, như trái tim ấy, nhiều người tưởng quả trùng bao, quả tấm bóp ấy, tím. Lúc đầu nó ra là nó đó, bắt đầu nó lúc đầu nó ra, lúc đầu nó ra nó tím thế này các bạn, tím này xong nó chuyển sang màu này. Đấy, xong nó sang màu này đó, xong nó về màu này, bắt đầu nó đỏ. Bật hai quả chứ mấy, hai quả chín đỏ đi, bật luôn vặt mà người ta cũng không lấy, người ta dục đi mới chơi đời. Câu cái gì đây hả? Rau mùng tươi á hả? Cây móc mật của mình các bạn. Nắng á em ơi, nó vàng ươm các bạn ơi, thơm chưa? Thơm nhỉ nhỉ, một cái lá móc mật vào nó thơm hơn không? Thơm không? Không biết thơm, thấy thơm mới trồng cái thơm. Không biết thơm. Mùi rượu riêng nó áp lên kìa. Mùi riêng nó áp đi, nè. Hả? Bắn à? Không. Cái vàng nhìn ngon chứ. Nó có lá bắt mặt. Ui dạ, nóng đi. Như sao mà nóng? Cái tay chảo nó nóng. Tìm đâu canh vào đây lúc. Vừa thì vàng quá nó khô nhỉ. Ừ. Vàng quá nó khô. Khô à? Thì mình nghĩ kiểu nó có cả mỡ mỡ vào hả? Mỡ ở đâu? Cái chỗ này nó như kiểu nó có mỡ mỡ không? Có đâu, lạc không đi. Lạc làm gì có mỡ. Bà này mua một lần là bà biết, nhưng bà thịt mỡ là rất là bà đâu sử dụng. Những thịt mỡ là bà cũng xẻo ra hết. Một tí dinh tí bà cũng cắt ra hết. Ăn được mỡ. Bà ươm luôn. Úi dồi ôi, nóng hết này này. Bà hết cái bàn tay thôi. Tự nhiên cũng mở cái tủ ra thơm quá nhỉ. Không cho vào cái tủ lạnh. Thôi để đây thì tí không ăn luôn, tí ăn nó thích. Lạnh lắm, vẫn còn lạnh. Lạnh quá, ăn đâu ấy đâu.
Bây giờ vẫn còn lạnh. Tí ăn ra hết đi. Và nguyên đấy, có nghĩa là vàng hoa một lắm. Được rồi đấy. Được đấy. Không để ấy quá nó khô. Nó khô ăn nha. Nó khô quá ăn rồi. Nó khô. Vét những cái ấy ra cho vào đấy luôn em ạ. Đấy cái muỗng, muỗng em vét cái lá ra để tí nữa ăn ngon lắm ạ. Vét đấy, vét cái lá này. Dâu quá hả? Ừ, mấy da thôi. Mấy da bớt đi. Mấy da này ngon chưa các bạn ạ? Lá này cái lá mốc mật ấy, chiên xuống nó vàng vàng vàng. Dạ. Em nhỉ? Rất là ngon. Trời nắng rồi đấy. Nắng còn nắng phơi ngoài đó. Thôi em cho thịt vào em xào đi. Xào để nấu canh đi. Canh rau mùng tơi đi. Canh rau mùng tơi, trời nó nắng, nắng ơi là nắng, trời trời nắng. Nhiều thịt đấy. Nhiều quá thịt quá. Nhiều quá rồi. Mà thô kệ nó. Nhiều quá, múc có bớt đi. Thôi, còn múc đi. Sao chứ? Nấu ăn cả ngày luôn đi. Nấu nhiều quá ăn vậy, được múc không? Thôi cho bột ngọt làm gì, đi tí nữa ấy chứ, bột ngọt, cứ cho mà. Canh nấu canh bột ngọt thì sôi mới bắt ra mới cho bột ngọt. Đây là cái xôi lục thảo. Ôi, nhiều thế. Vậy không nhiều bằng nhiều. Ăn cả tối luôn. Bây giờ bắt đầu ăn cơm đó các bạn ơi. Ăn cơm. Dọn cơm, ăn cơm.
cơm của bạn ngồi. Cơm chảy hết rồi. Hả? Cơm chảy hết rồi. Cơm chảy à? Cái đây tôi ngồi nữa. Cũng đây. Em ngồi đây. Cơm đi, cho các bạn ăn cơm đi. Bạn cơm đi. Cơm các bạn ơi. Ngon đấy, thơm thơm, cái mùi bắp bần này ngon này, lá ngon, ngon, lá ngon không kì, đây mà, ăn cái lá ngon hơn luôn. Những cái lá thùng ấy trồng nó hẹn, nó hẹn nấu ăn tốt lắm. Hôm qua coi vương lan mình làm kiểu Trung Quốc, chính nó đập vào chảo nó đảo đảo cho nát hết. Hôm bây giờ là hẹn rửa sạch rồi cắt đôi ra, rồi cho vào đảo với trứng, xào với trứng. Kiểu Trung Quốc. Đây là hàng tốt lắm á. Trứng sao với lá hẹ đó? Trứng nấu cho lá hẹ nó chua, nó canh á. Không, sao thì như lá hẹ không? Canh trứng lá hẹ mà, bỏ lắm. Không canh. Trứng trứng phải thảm. Nói này, con lá hẹ còn đạp đạp. Tươi ngon lắm, nấu thì ngon. Chạy đây nhé.
Ui dồi ôi, cháy. Cháy hết cơm. Cháy hết cơm luôn. Cháy gì đó. Cháy gì? Là gương. Thấy nhà mình nó siêu à. Tin thấy hết cả cơm anh. Bạn thấy vợ nó cơm siêu không? Cơm nào cơm điện mà cháy vàng cơm củ như thế nhất rồi. Ngon lắm. Thôi, vợ chồng tao với bạn không? Chúc con hàng ngày cuối tuần vui vẻ nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.